bậc A La Hán chánh đẳng giác, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dài, vô thượng sĩ, đều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Gotama, đảnh lễ chánh pháp Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy Nikaya. Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Gotama, Ngài là một trong những bậc thánh không khen mình, không chê người. Ngài thiền sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Ngài xuất gia từ bỏ gia đình quyến thuộc, từ bỏ rất nhiều vàng bạc, bỏ cả loại đang chôn dưới đất lẫn loại trên mặt đất. Ngài xuất gia trong tuổi thanh niên tóc còn đen nhánh, trong tuổi trẻ đẹp của thời niên thiếu, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống xa gia đình. Dầu song thân không đồng ý, khóc than nước mắt thấm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ngài đẹp trai khả ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, có đức hạnh, gìn giữ đức hạnh của bậc thánh, có thiện đức, đầy đủ thiện đức, thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, lời nói tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phiều phào, giải thích nghĩa lý minh sáng, là bậc tôn sư trong các hàng tôn sư của nhiều người. Ngài đã diệt trừ tham dục, đã diệt trừ mọi sao động của tâm. Ngài chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp. Ngài xuất gia từ chủng tộc cao quý của dòng họ Sát Đế Lì Thanh Tịnh, là chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn. Dân chúng băng ngàn vượt biển, băng qua nhiều địa phương, băng qua nhiều quốc độ để đến hỏi đạo với Ngài. Có hàng ngàn thiên nhân đến quy y với Ngài. Tốt đẹp về Ngài được truyền đi. Ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Ngài nói lời chào đón thân thiện, tao nhã, trang trọng, dân trực, thẳng thắn. Lời nói có dẫn chứng, được bốn chúng kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng Ngài. Rất nhiều thiên nhân kính lễ Ngài, tín ngưỡng Ngài. Ngài ở tại làng nào, thôn ấp nào mà Ngài cư trú, thì tại làng ấy, tại thôn ấp ấy, các hàng phi nhân không làm hại loài người. Ngài là giáo hội chủ, giáo phái sư, được tôn là tối thượng trong các giáo tổ. Danh tiếng của Ngài vừa trên trí đức vô thượng. Vua Bimbisara nước Mangada và vua Basenaji nước Kosala cùng với vương tử, cung phi, thị tùng đều quy y với Ngài và kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng Ngài.
Rất nhiều bà la môn và cùng các ngoại đạo khác, cùng với vợ, các con, thị giả đều quy y với Ngài và kính trọng tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ trọng vọng Ngài. Ngài Thiệu Dục tri túc, nghiêm túc, có đại thần lực, có đại uy lực mà không tự mình tỏ lộ. Ngài là bậc trí giả, kiến giả, siêu nhân, thường nhân, bậc trí đức viên mãn. Chúng con xin đồng tâm cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đảnh lễ chánh pháp Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy Nikaya, Kinh Trung Bộ tập 1 Mahima Nikaya thứ 69, Kinh Gulisani Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha Vương Xá Veluvada Trúc Lâm tại Kalanda Kanivipha, chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ tỳ kheo Gulisani là vì sống tại rừng núi có hành động thô tháo, đã đến giữa tăng chúng do một vài công vụ. Ở đây tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất, nhân vì tỳ kheo Gulisani bảo các tỳ kheo: Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng, phải biết tôn trọng, cung kính các đồng phạm hạnh. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng, không biết tôn trọng, cung kính các đồng phạm hạnh, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả ấy lại không tôn trọng, cung kính các đồng phạm hạnh, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng phải biết tôn trọng, cung kính các đồng phạm hạnh. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng phải biết khéo léo về chỗ ngồi, nghĩ rằng ta sẽ ngồi không có chiếm lấy chỗ ngồi các thượng tòa tỳ kheo, không có trục xuất chỗ ngồi của các niên thiếu tỳ kheo. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng, không biết khéo léo, không biết khéo xử về chỗ ngồi, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại không biết hành động như pháp, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng phải biết khéo xử về chỗ ngồi. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng không nên vào làng quá sớm và trở về ban ngày. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng, nếu vào làng quá sớm và trở về ban ngày, thời người có người sẽ nói về vị ấy như sau: Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại vào làng quá sớm và trở về ban ngày, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng không nên vào làng quá sớm và trở về ban ngày. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng không nên đi đến các gia đình trước buổi ăn hay sau buổi ăn.
Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng, đi đến các gia đình trước buổi ăn hay sau buổi ăn, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: có phải tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, lại đi phi thời quá nhiều và xử sự như vậy? Đối với chúng tăng, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng, không nên đi đến giữa các gia đình trước buổi ăn hay sau buổi ăn. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng, không nên trạo cử dao động. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng mà trạo cử dao động, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: có phải tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, lại trạo cử dao động quá nhiều và xử sự như vậy đối với chúng tăng? Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa núi giữa chúng tăng, không nên trạo cử dao động. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng, không nên nói nhiều lời và nói tạp nhạp. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng, nói nhiều lời và nói tạp nhạp, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại nói nhiều lời và nói tạp nhạp. Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng, không nên nói nhiều lời và nói tạp nhạp. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng phải là người dễ nói và là người thiện hữu. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng tăng là người khó nói và là người ác thủ, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở núi rừng, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại khó nói và là người ác thủ, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở núi rừng đến trú giữa chúng tăng phải là người nói và là người thiện hữu. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải thủ hộ các căn. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi không thủ hộ các căn, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại không thủ hộ các căn, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở núi rừng cần phải thủ hộ các căn. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải tiết độ trong sự ăn uống. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi không có tiết độ trong sự ăn uống, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại không có tiết độ trong sự ăn uống, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải tiết độ trong sự ăn uống. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải chú tâm cảnh giác. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi không chú tâm cảnh giác,
thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại không chú tâm cảnh giác, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải chú tâm cảnh giác. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải tinh cần, tinh tấn. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi mà biến nhát, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại biến nhát, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải tinh cần, tinh tấn. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải chánh niệm tỉnh giác. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi mà thất niệm, thời sẽ có người nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại thất niệm, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải chánh niệm tỉnh giác. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải có thiền định. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi không có thiền định, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại không có thiền định, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải có thiền định. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải có trí tuệ. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi chỉ có liệt tuệ, thời sẽ có người sẽ nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này lại chỉ có liệt tuệ, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải có trí tuệ. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải học tập thắng pháp, thắng luật. Này chư hiền, sẽ có người tỳ kheo sống ở rừng núi về thắng pháp, thắng luật. Nếu tỳ kheo sống ở núi rừng được hỏi về thắng pháp, thắng luật mà không thể trả lời được, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay tôn giả này được hỏi về thắng pháp, thắng luật lại không thể trả lời được, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy tỳ kheo sống ở núi rừng cần phải có thực tập thắng pháp, thắng luật. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp tình tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và các vô sắc pháp. Này chư hiền, sẽ có người hỏi tỳ kheo sống ở rừng núi về các pháp tình tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp, các vô sắc pháp. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi được hỏi về các pháp tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp mà không thể trả lời được, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau:
Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vì sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích. Nay tôn giả này được hỏi về các pháp tịch tịnh giải thoát, lại không thể trả lời được. Sẽ có người nói về vị ấy như vậy: do vậy tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp. Này chư hiền, tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp thượng nhân. Này chư hiền, sẽ có người hỏi tỳ kheo về những pháp thượng nhân. Này chư hiền, nếu tỳ kheo sống ở rừng núi được hỏi về các pháp thượng nhân mà không thể trả lời được, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích. Nay tôn giả này được hỏi về những pháp thượng nhân lại không thể trả lời được. Sẽ có người nói về vị ấy như vậy: do vậy tỳ kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp thượng nhân. Khi được nói vậy, tôn giả Maha Mongala nói với tôn giả Sariputta như sau: hiền giả Sariputta, các pháp này cần phải được chấp trì và thực tập. Chỉ bởi tỳ kheo sống ở rừng núi hay bởi tỳ kheo sống ở gần nông, ở gần thôn làng, hiền giả Mongala, các pháp này cần phải được chấp trì và thực tập. Bởi tỳ kheo sống ở rừng núi, còn nói gì tỳ kheo sống gần thôn làng. Kinh Kỳ Tà Ghi Ri thứ 70, Kỳ Tà Ghi Ri Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành ở Cà Si cùng với đại chúng tỳ kheo. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, ta ăn từ bỏ ăn ban đêm. Này các tỳ kheo, do từ bỏ ăn ban đêm, ta cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Này các tỳ kheo, hãy đến và ăn từ bỏ ăn ban đêm. Này các tỳ kheo, do ăn từ bỏ ăn ban đêm, các ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn tiếp tục du hành ở Cà Si đến một thị trấn xứ Cà Si tên là Kỳ Tà Ghi Ri. Rồi Thế Tôn ở tại Kỳ Tà Ghi Ri, một thị trấn xứ Cà Si. Lúc bấy giờ tỳ kheo A Si Chi và Phunna Ba Suka đang ở Kỳ Tà Ghi Ri. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến chỗ tỳ kheo A Sa Chi và tỳ kheo Phunna Ba Suka. Sau khi đến nói với tỳ kheo A Sa Chi và tỳ kheo Phunna Ba Suka như sau: chư hiền, Thế Tôn từ bỏ ăn ban đêm, cả chúng tỳ kheo cũng vậy. Do ăn từ bỏ ăn ban đêm, các vị ấy cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Chư hiền, hãy đến và ăn từ bỏ ăn ban đêm. Chư hiền, do ăn từ bỏ ăn ban đêm, chư hiền sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Được nói vậy, tỳ kheo ai Asachi và tỳ kheo Phunna Ba Suka nói với các tỳ kheo ấy: chư hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời.
Do chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và phi thời, chúng tôi cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực, an trú. Sao chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Vì các tỳ kheo ấy không thể làm cho tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Funabasuka chấp thuận, nên các vị ấy đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con đi đến chỗ các tỳ kheo Asachi và Funabasuka. Sau khi đến, chúng con nói với tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Funabasuka như sau: Chư hiền, Thế Tôn từ bỏ ăn ban đêm như vậy, như trên, và sức lực và ăn, có sức lực và an trú. Bạch Thế Tôn, được nói vậy, tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Funabasuka nói với chúng con như sau: Chư hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời như trên. Chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Bạch Thế Tôn, chúng con không thể làm cho tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Funabasuka chấp thuận, nên chúng con trình bày sự việc này lên Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bảo một tỳ kheo: Này tỳ kheo, hãy đi và nhân danh ta bảo tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Funabasuka: Bậc đạo sư cho gọi cá tôn giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đến chỗ tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Funabasuka. Sau khi đến, nói với tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Funabasuka: Bậc đạo sư cho gọi cá tôn giả. Thưa vâng hiền giả, tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Funabasuka vâng đáp tỳ kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Funabasuka đang ngồi một bên: Có thật chăng, này các tỳ kheo, một số đông tỳ kheo đến các ông và nói như sau: Chư hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Cả chúng tỳ kheo cũng vậy, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các vị ấy cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Chư hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Chư hiền, do từ bỏ ăn ban đêm, chư hiền sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não. Khinh an, có sức lực và an trú. Được nói vậy, tỳ này các tỳ kheo, các ông nói với tỳ kheo ấy như sau: Chư hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Sao chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, các ông có hiểu pháp ta dạy như sau: Một cá nhân cảm thọ bất cứ cảm giác nào, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, đối với người ấy, các pháp bất thiện được đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng. Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, các ông có hiểu pháp ta dạy như sau:
Ở đây đối với một người khi cảm lạnh khi cảm giác nào là khổ hay bất khổ bất lạc đối với người ấy, các pháp bất thiện được đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng. Hư không bạch Thế Tôn, này các tỳ kheo, các ông có hiểu pháp ta dạy như sau? Ở đây đối với một người khi cảm thọ lạc như vậy với trí tuệ rằng ở đây đối với một người
khi cảm thọ lạc như vậy, các thiện pháp được tăng trưởng, các bất thiện pháp được đoạn diệt. Do vậy ta nói, hải chứng và trú lạc thọ như vậy. Này các tỳ kheo, nếu sự việc này ta không biết, ta không thấy, không giác, không chứng, không liễu giải với trí tuệ rằng, ở đây đối với một người, khi cảm giác khổ thọ như trên, khi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. Có thể chăng, này các tỳ kheo, không biết như vậy ta lại nói, hãy từ bỏ bất khổ, bất lạc thọ như vậy. Và như vậy, này các tỳ kheo, là xứng đáng đối với ta chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Nhưng này các tỳ kheo, vì rằng sự việc này ta biết, ta thấy, ta giác, ta chứng, ta liễu giải với trí tuệ rằng, ở đây đối với một người, khi cảm thọ khổ, bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. Do vậy ta nói, hãy từ bỏ bất khổ, bất lạc thọ như vậy. Này các tỳ kheo, nếu sự việc này ta không biết, ta không thấy, không giác, không chứng, không liệu giải với trí tuệ rằng, ở đây đối với một người, khi cảm thọ bất khổ, bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng. Có thể chăng, này các tỳ kheo, không biết như vậy ta lại nói, hải chứng và trú bất khổ, bất lạc thọ như vậy. Và như vậy, này các tỳ kheo, là xứng đáng đối với ta chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Nhưng này các tỳ kheo, vì rằng vụ việc này ta biết, ta thấy, ta giác, ta chứng, ta liệu giải với trí tuệ rằng, ở đây đối với một người, khi cảm thọ bất khổ, bất lạc thọ như vậy, các thiện pháp được tăng trưởng. Các bất thiện pháp bị đoạn diệt. Do vậy ta nói, hải chứng và trú bất khổ, bất lạc thọ. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng đối với tất cả các tỳ kheo có sự việc cần phải làm. Nhờ không phóng dật, này các tỳ kheo, ta không nói rằng đối với các tất cả các tỳ kheo không có sự việc cần phải làm. Nhờ không phóng dật, này các tỳ kheo, đối với những tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành bản, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt, được lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Này các tỳ kheo, đối với những tỳ kheo như vậy, ta nói rằng không có sự việc cần phải làm. Nhờ không phóng dật, vì sao? Vì sự việc ấy đã được các vị này làm. Nhờ không phóng dật, này các tỳ kheo, các vị này không thể trở thành phóng dật. Và này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo còn là các bậc hữu học, tâm chưa thành tụ, đang sống cần cầu sự vô thượng an ổn, khỏi các triền ách. Này các tỳ kheo, đối với những tỳ kheo như vậy, ta nói rằng có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong các bậc tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, các vị ấy cần phải tự mình với thượng chí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, mục đích vô thượng phạm hạnh. Vì mục đích này, các thiện gia nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình,
Do vậy, này các tỳ kheo, đối với những tỳ kheo này, vì thấy quả này của không, quả này của không phóng dật, nên ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Này các tỳ kheo, có bảy hạng người sống trong đời này. Thế nào là bảy? Bậc cầu phần giải thoát, bậc tuệ giải thoát, bậc thân chứng, bậc kiến táo, bậc tính giải. Bậc tính giải thoát, bậc tùy pháp hành, bậc tùy tinh hành. Và này các tỳ kheo, thế nào là bậc câu phần giải thoát? Ở đây này các tỳ kheo, có người sau khi thân đã chứng đắc các tịch tịnh được giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn, vị này các tỳ kheo được gọi là hạng người cầu phần giải thoát. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo này, ta nói rằng không có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy được vị này làm nhờ không phóng dật, vì ấy không có thể trở thành phóng dật. Và này các tỳ kheo, thế nào là bậc tuệ giải thoát? Ở đây này các tỳ kheo, có người sau khi thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn, vị này như vậy được gọi là bậc tuệ giải thoát. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo này, ta nói không có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy đã được vị này làm nhờ không phóng dật, vì ấy không có thể trở thành phóng dật. Và này các tỳ kheo, thế nào là bậc thân chứng? Ở đây này các tỳ kheo, có người sau khi chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn, vị này như vậy được gọi là bậc thân chứng. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, vị này cần phải tự mình thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng phạm hạnh. Vì mục đích này, các thiện gia nam tử đã dân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các tỳ kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỳ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Và này các tỳ kheo, thế nào là bậc kiến táo? Ở đây này các tỳ kheo, có người sau khi tự thân không chứng đắc các tịnh tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn, và các pháp do Như Lai tuyên thuyết, vị này thấy một cách hoàn toàn với trí tuệ và thực hành một cách hoàn toàn. Này các tỳ kheo, vị này được gọi là kiến táo. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, sống không gia đình. Do vậy, này các tỳ kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỳ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật.
Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người tính giải thoát? Ở đây này các tỳ kheo, có người sau khi tự thân không chứng đắc các tịch tình giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ một cách hoàn toàn, và lòng tin của vị này đối với Như Lai đã được xác định phát sanh từ căn để an trú. Này các tỳ kheo, vị này được gọi là bậc tính giải thoát. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo này ta nói có sự việc cần phải làm. Nhờ không phóng dật vì sao vậy? Dầu cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàn tọa đúng pháp, sống không gia đình. Do vậy, này các tỳ kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỳ kheo này ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Này các tỳ kheo, thế nào là hạng người tùy pháp hành? Ở đây này các tỳ kheo, có người sau khi tự thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ nhưng các lậu hoặc không được đoạn trừ một cách hoàn toàn, và các pháp do Như Lai tuyên thuyết chỉ được vị này chấp nhận một cách vừa phải với trí tuệ, dầu cho vị này có những pháp như là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các tỳ kheo, vị này được gọi là người tùy pháp hành. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo này ta nói có sự việc cần phải làm. Nhờ không phóng dật vì sao vậy? Dầu cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàn tọa đúng pháp, sống không gia đình. Do vậy, này các tỳ kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỳ kheo này ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Và này các tỳ kheo, thế nào là người tùy tính hành? Ở đây này các tỳ kheo, có người sau khi tự thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ nhưng các lậu hoặc không được đoạn trừ, nhưng nếu vị này có đủ lòng tin và lòng thương Như Lai, thời vị này sẽ có những pháp như là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các tỳ kheo, vị này được gọi là người tùy tinh hành. Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo này ta nói có sự việc cần phải làm. Nhờ không phóng dật vì sao vậy? Dầu cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàn tọa đúng pháp, thân cận các hiện hữu, chế ngự các căn, nhưng vị này cần phải tự mình thượng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng phạm hạnh. Vì mục đích này, các thiện gia nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các tỳ kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỳ kheo này ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng trí tuệ được hoàn toàn lập tức, nhưng này các tỳ kheo, trí tuệ được hoàn thành nhờ từ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ. Và này các tỳ kheo, thế nào là trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ? Và này các tỳ kheo, một vị có lòng tin
đi đến gần sau khi đến gần. Vị ấy tỏ sự kính lễ sau khi tỏ sự kính lễ. Vị này lắng tai sau khi lắng tai. Vị này nghe pháp sau khi nghe pháp. Vị ấy thọ trì. Vị ấy suy tư ý nghĩa pháp. Các pháp được thọ trì. Sau khi suy tư ý nghĩ, các pháp được chấp thuận. Sau khi các pháp được chấp thuận, ước muốn sanh khởi. Sau khi ước muốn sanh khởi, vị ấy nỗ lực. Sau khi nỗ lực, vị ấy cân nhắc. Sau khi cân nhắc, vị ấy tinh cần. Do tinh cần, vị ấy được tự thân chứng được sự tối thượng, sự thật tối thượng, và trí tuệ thể nhập sự thật ấy. Vì ấy thấy, nhưng này cá tỳ kheo, nếu không có lòng tin ấy, thời này cá tỳ kheo không có sự đến gần ấy, thời này cá tỳ kheo không có tỏ sự kính lễ ấy, thời này cá tỳ kheo không có sự lắng tai ấy, thời này cá tỳ kheo không có sự nghe pháp ấy, thời này cá tỳ kheo không có sự thọ trì pháp ấy, thời này cá tỳ kheo không có sự suy tư ý nghĩa ấy, thời này cá tỳ kheo không có sự chấp thuận ai pháp ấy, thời này cá tỳ kheo không có sự ước muốn ấy, thời này cá tỳ kheo không có sự nỗ lực ấy, thời này cá tỳ kheo không có sự cân nhắc ấy, thời này cá tỳ kheo không có sự tinh cần ấy, thời này cá tỳ kheo ở đây các ông đã đi vào phi đạo, thời này cá tỳ kheo ở đây các ông đã đi vào tà đạo, thật là quá xa. Này cá tỳ kheo, các kẻ ngu này đã đi ra ngoài pháp luật này. Này cá tỳ kheo, có sự thuyết trình gồm 4 phần, 4 cú. Chính nhờ thuyết trình này, người có trí không bao lâu nhờ tuệ biết được ý nghĩa. Ta sẽ đọc sự thuyết trình ấy lên cho các ông. Này cá tỳ kheo, các ông nhờ ta sẽ hiểu thuyết trình ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con là ai có thể biết được pháp? Này cá tỳ kheo, cho đến một bậc đạo sư sống quá trọng vọng tài vật và là vị thừa tự tài vật, sống liên hệ với tài vật, thời sự mua bán đất này xảy ra không xảy ra. Như vậy này, chúng ta sẽ làm việc này, và như vậy chúng ta sẽ không làm việc này. Huống nữa là Như Lai, này cá tỳ kheo, là vị sống hoàn toàn không liên hệ đến các tài vật. Này cá tỳ kheo, đối với một đệ tử có lòng tin pháp bậc đạo sư và sống thể nhập pháp giáo pháp ấy, thời tùy pháp được khởi lên, bậc đạo sư là Thế Tôn, đệ tử là tôi, Thế Tôn biết, tôi không biết. Này cá tỳ kheo, đến với một đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, thời giáo pháp bậc đạo sư được hưng thịnh, được nhiều sinh lực. Này cá tỳ kheo, đối với đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc đạo sư và sống nhập giáo pháp ấy, thời tùy pháp này được khởi lên, dầu chỉ còn da gân xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ tinh tấn lực để chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Nhờ trượng phu nhẫn nại, nhờ trượng phu tinh tấn, nhờ trượng phu cần giọng. Này cá tỳ kheo, đối với một đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, vì ấy sẽ chứng được một trong hai quả như sau: chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có ư duyên dư y, chứng quả môn bất hoàn, chứng quả bất hoàn. Thế Tôn thuyết như vậy, cá tỳ kheo ấy hoan hỷ tịnh thọ lời Thế Tôn dạy.
Kinh Ba Minh Va Cha Gô Ta thứ 71. Ta Vi Cha Va Cha Gô Ta Su Ta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Ve Sa Ly Tỳ Xá Ly rừng Đại Lâm tại Cu Ta Ga Ra Sa La trùng các giảng đường. Lúc bấy giờ du sĩ ngoại đạo Va Cha Gô Ta ở tại Aka Fundarika, vườn các du sĩ ngoại đạo. Thế Tôn buổi sáng đắp y cặp y bát đi vào Ve Sa Ly để khất thực. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: nay còn quá sớm để đi vào Ve Sa Ly khất thực, ta hãy đi đến Eka Fundarika, vườn các du sĩ ngoại đạo. Đi đến du sĩ ngoại đạo Vajagota. Rồi Thế Tôn đi đến Eka Fundarika, vườn các du sĩ ngoại đạo. Đi đến du sĩ ngoại đạo Vajagota. Du sĩ ngoại đạo Vajagota thấy Thế Tôn từ xa. Thấy Thế Tôn từ đằng xa đi đến, khi thấy vậy liền nói với Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến. Bạch Thế Tôn thiện lai, bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, đã từ lâu Thế Tôn mới có dịp này, tức là đến tại đây. Bạch Thế Tôn, mời Thế Tôn ngồi, đây là chỗ đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại đạo Vajagota lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ Vajagota bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con nghe như sau. Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến. Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn tồn tại liên tục. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: Sa môn Gotama bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, ngài tự cho là tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Bạch Thế Tôn, những vị ấy nói về Thế Tôn có đúng với điều đã được nói. Những vị ấy không vu không Thế Tôn với điều không thật, nhưng đã giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và không một đồng pháp hành nào nói đúng thời pháp có thể lấy cớ quở trách. Này Vajja, những ai nói như sau: Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, ngài tự cho là tri kiến hoàn toàn. Khi được, khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Họ nói về ta không đúng với điều đã được nói. Họ đã vu khống ta với điều không thực hư ngụy. Giải thích nghĩa lý như thế nào? Bạch Thế Tôn, chúng con mới nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói. Chúng con không vu khống Thế Tôn với điều không thực. Chúng con mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và không một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách. Ông phải giải thích: Sa môn Gotama là bậc có ba minh. Thì này Vajja, ông mới là người nói về Thế Tôn nói đúng với điều đã được nói, mới không vu khống Thế Tôn với điều không thật, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và mới không có một đồng phạm hành pháp nói lời đúng pháp có thể lấy cớ quở trách. Này Vajja, khi nào ta muốn, ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời như trên. Ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Vajja,
Nếu ta muốn với thiên nhãn thuật tình siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh. Người hà liền kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này va cha, với sự đoạn diệt các lậu hoặc, ta ngay trong hiện tại tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại. Tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và với sự giải thích Sa môn Gotama là bậc có ba minh, này Vajra, người ấy mới là người nói về Thế Tôn với điều đã được nói, mới không vu khống Thế Tôn với điều không thật, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và mới không có một vị đồng pháp nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách. Khi được nói vậy, du sĩ Vajra Gotama bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có thể có vị tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung có thể đoạn tận khổ đau? Này Vajra, không có người tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà thân hoại mạng chung lại có thể đoạn tận khổ đau. Tôn giả Gotama, có thể có người tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể sanh thiên? Không phải vì không phải chỉ 100, này Vajra, không phải 200, không phải 300, không phải 400, không phải 500, nhưng nhiều hơn như vậy là những người tại gia không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại lại có thể sanh thêm. Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể diệt tận khổ đau? Này Vajra, không có một tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể diệt tận khổ đau. Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh thiên? Này Vajra, dầu cho ta có nhớ đến 91 kiếp, ta không biết một tà mạng ngoại đạo nào đã sanh thiên trừ một vị. Và vị này thuyết về nghiệp và thuyết về tác dụng của nghiệp. Sự việc là vậy, Tôn giả Gotama, thời ngoại đạo giới này là trống không cho đến vấn đề sanh thiên. Sự việc là như vậy, này Vajra, thời ngoại đạo giới này là trống không cho đến vấn đề sanh thiên. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ ngoại đạo Vajra Gotama hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Nay chúng con xin quy y với Thế Tôn. Chúng con xin quy y với chánh pháp của Thế Tôn. Chúng con xin quy y với chúng tỳ kheo tăng đoàn thể hòa hợp từ bi yêu thương của Thế Tôn. Xin Thế Tôn nhận cho chúng con làm đệ tử, và từ nay cho đến trọn đời trọn kiếp, chúng con xin trọn lòng quy ngưỡng. Nam mô Sakya Muni Buddha Gotama Chiến Thắng Bậc Trí Đức Viên Mãn. Nam mô Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy Nikaya.